Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio dựng một đôi loa KB052JBL cho một bác khách ở huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Một cấu hình vừa nghe nhạc uy lực và vừa hát karaoke hay. Với cấu hình này, một chiếc loa dựng lên sẽ có công suất là 500W các bác nhé. Được dựng ở trên thân thùng KB052JBL, vỏ màu mẫn chín, lưới cũng màu mẫn chín, tất cả đều là màu mẫn chín hết các bác nhé. Thùng của nó được bắt gen lục giác. Đấy, bên trong thùng các bác nhìn sơ qua này. Hôm nay em có làm một clip test. Bên trong thùng được bắn bằng mút tiêu âm trứng. Cặp loa này nếu mà đánh công suất thì nó rất là khỏe và hay. Với cấu hình này thì thùng bắt gen lục giác thì đều được chôn gen này các bác nhìn này. Các cái lỗ nó chôn gen sẵn rồi. Đấy. Bình thường mình sẽ vít thì cái thùng nó rẻ hơn một chút. Còn cái thùng này là thùng chuyên gen. Em dựng với cấu hình là củ bát LG từ 190 côn 76 lít. Bát có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí, tỏa nhiệt. Khi đánh công suất lớn, khí nóng ở côn sẽ thoát ra các cái lỗ nhỏ như này. Dòng này có mã là 12AZ300Ohmia, 500W trên trở kháng 8 ohm. Các bác có thể là dùng cái cặp loa này đánh loa kéo, loa sự kiện mini đánh lên lời, hoặc là các dòng karaoke gia đình đánh cặp loa này rất là khỏe. Đó. Khỏe, công suất khỏe. Các bác đánh vui lòng đánh đẩy các dòng đẩy 600W cho đến 650W nhá. Gân vải tẩm dầu là 2 gân. Màng giấy đen mờ, gân vải tẩm dầu 2 gân. Nắp này cặp tép nơi 253 RCF từ 124. Cặp tép này với cấu hình loa này thì em cũng đã lắp rất là lâu rồi và chất lượng của anh em đánh giá thì rất là tốt. Thì hôm nay cũng có cải tiến, em định lắp cặp tép LG này như này. Từ 115 côn 4 để cho nó đồng bộ là tép LG, nhưng mà mình phối ghép cho nó chuẩn ok thì thôi. Thì nhưng mà phối ghép lên rồi, nhưng mà cái chất âm của nó thì tép của nó nghe nó hơi được yếu, hơi bị yếu, thì nên là Tùng Nguyễn lại phải đổi lại lắp cái tép này, nó hơi kỳ công một chút, nhưng mà mình lắp thế nào để cho khách hàng dùng được hay thì thôi. Đấy. Với cấu hình tép RCF này thì nó sẽ khỏe hơn con tép LG kia và phù hợp với củ bát của nó là 190. Thế nên là các bác lắp loa, em ở trong cái quá trình lắp loa em cũng phải lắp vào tháo ra rất là nhiều để nên được cái chất âm hay. Thế nên các bác lắp tép LG kia thì nên lắp với các cái cặp bát nào từ 170 côn 76 thôi. Còn anh em muốn tép khỏe, tép hay thì đánh cặp tép khỏe như này. Hôm nay có clip test các bác nhá. Test mà nhạc sống đi cho nó vui nhộn. Chồng oánh rất là khỏe, tép lẩy lắm. Bát từ 190. Qua một đoạn nhạc để giao khách thì em có lắp các cái cấu hình loa, thì tất nhiên là trước khi lắp các bác muốn ghép như nào thì ghép, nhưng mà em cũng phải nghe nó chất âm ok và đạt tiêu chuẩn em mới bắt đầu điện lại cho khách. Và cái cặp loa này, cấu hình này em đã dựng rất là lâu rồi. Còn cái cặp tép này giờ kia em đang định phối ghép cho khách, nhưng mà tiếng tép nó hơi yếu. Thì Tùng Nguyễn ghép loa thì với kinh nghiệm nhiều năm thì các bác yên tâm về chất lượng của loa, với cái tiếng tép và tiếng bát nó quyện với nhau cho nó đủ độ ngọt ngon.
thì nó sẽ ra giải tiếng rất là hay. Thì cặp loa này Tùng Nguyễn đang cung cấp với giá là 5.3 triệu một đôi và cấu hình thùng bắt gen nộp rác các bác nhé. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn online. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.